học lớp nào? Rồi, bây giờ con biểu diễn tay nha, biểu diễn bằng số bằng ngón tay nha. Tay phải con chuẩn bị chưa? Tay phải con đâu? À, rồi. Con cho cô số 2. Biểu diễn cho cô số 2. Chính xác, xóa. Biểu diễn cho cô số 4. Chính xác, xóa. Biểu diễn cho cô số 5. Chính xác, xóa. Cho cô số 3. Chính xác, xóa. Cho cô số 6. Chính xác, xóa. Cho cô số 7. Chính xác, xóa. Cho cô số 9. Chính xác, xóa. Cho cô số 8. Chính xác, xóa. Rồi, con làm tốt. Bây giờ mình làm toán nha. Rồi, con giơ tay lên, chuẩn bị tay nè. 1 cộng 3 cộng trừ 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 2 bằng mấy con? Bằng 2. Giỏi, chính xác. Xóa. 1 cộng 2 trừ 3 cộng 4 trừ 3 bằng mấy con? Bằng 1. Giỏi, chính xác. Ai viết cho tên đây? Rồi, con làm tốt.